Phương rồi giáp, hello anh em. Nay Phương sẽ nói về cái cách đo hướng dẫn đo tụ ha. Phương cũng không vô tình rồi Phương thấy cái bạn kia thì cầm cái đồng hồ để mà đo tụ, rồi mà kêu đo tụ mà cầm cái đồng hồ nó ngộ quá, nên là hôm nay Phương cũng muốn nói cho các bạn hiểu là cái cách đo tụ ha. Cái đo tụ thì thông thường ở trong mấy cái motor ha, trong mấy motor thì nó sẽ có này nọ, thì mình cũng phải biết để mà đo coi thử là nó bị hư cái gì, chứ không 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 biết đo thì nó cũng hơi rất kỳ. Thì đây trên tay của Vương là cái Hiyuki 3280 loại 10, loại cũ ha. Và một cái là đây, cái Syntec HL900. Thì nếu mà giờ có một câu hỏi đặt ra, đo tụ mình sử dụng đồng hồ nào ha? Đây, cái này em bé kiềm này có video em, thì giờ mình sử dụng đồng hồ nào cho đúng. À, thì các bạn loại ngay cái này cho mình ha. Cái này không dùng để đo tụ được nha, không dùng được, bỏ đó, rồi bỏ qua. Thì ở đây tại sao mà không dùng cái đồng hồ này được, thì Phương cũng xin nói xin làm cho coi luôn ha. Đây đó nè, để qua nè, ôm nè này nha. Đó, lên kim rồi đúng không? Lên lên số rồi nè, đó, này nọ nè, các kiểu nè. Đó, rồi vậy nè, rồi mình là mình đo thử cho các bạn coi nha. Đây, chấm vô. Không có dùng, không có đo ha. Cái này mình nói vậy thôi nha, cái này chẳng có dùng để mình đo. Rồi đây. Và tiếp theo là đây nữa. Đó, rồi thấy không? Chẳng có kỹ khô gì để mà đo ha. Không có phải dùng của nó nè, mình cái này mình xin giới thiệu thôi nha, anh em mà biết là mong đừng cười. Này nó hơi hơi lố đây, mình hơi giới thiệu cho các bạn coi thôi đó, thấy không, đâu có cái gì đâu đó, đâu có chức năng gì đâu để mà đo, thấy không? Nên là chứ không phải là cứ có cái đồng hồ là đo được tụ đâu nha. À, mình nói về mình xin nói lại ha, chứ không phải cứ có đồng hồ là cứ quát đi đo tụ nè. Bấm vào nè, không mạch có gì đâu đó. Đó, 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 thấy không nè, đó nó kêu nè, đây thấy không, các bạn hình dung nha. Tại vì á, cái này mỗi mỗi cái nó mỗi cái chức năng khác nhau, nên là không có phải mình thấy cái trường hợp là kêu đo cái tủ cái quát cái đồng hồ ra đo thì thấy nó cũng mắc cười quá, cứ thấy rập khuôn là cứ quát đồng hồ để đo tụ ra báo cái tụ hư mất tiêu, nó không lên mà không lên là hư đó, nên là mình hơi vô lý. Bởi vậy nên là quăng ra chỉ có cái này thôi nha. Đó, đây Syntec HL900 nó tóm lại đồng hồ kim á, để các bạn đo được. Mình chỉnh qua nè, đó mấy cái thang cái nấc này nè, rồi các bạn đo ha, nấc nào cũng được nha. Đó, tùy theo cái tụ này cái bao nhiêu mi thì các bạn ấy, các bạn cứ bỏ, rồi miễn sao nó túm lợi là nó lên xong nó trả về là ok. Rồi vậy ha, thì đo tụ chỉ có cái này, xài cái đồng hồ này thôi ha, đồng hồ kim này nè. Đó, thì giờ mình nhớ lên cho bạn coi dễ hình dung nè. Đây, giờ mình đo tụ ha, đo tụ là bằng cách nào? Bạn cứ hiện tại ví dụ như đo tụ là nó đang off ha. Nè, đang off nè. Các bạn đo tụ các bạn bật qua on các bạn đo. Đó, cái nấc này. Mình cho 10 kg cho các bạn thấy cho nó dễ ha. Nấc 10 kg, mình đang bỏ cái nấc 10 kg cho nó các bạn thấy cho nó dễ. Thì các bạn chú ý nha, chú ý mình đo nè, nè, lên nè ha. Không cần chỉnh kim gì nha, kim đi đâu kệ đó. Không chỉnh kim kim. Đây, đây là một cái tụ. Hình thức tụ này, mình gắn này vô để cho mình dễ chọt cho các bạn đo cho dễ thấy thôi ha. Đó, đây nè, đây nha, mình nói thẳng vấn đề luôn, bạn đo tụ nè, các bạn để ý cái kim nha, tụ chưa chín, mình thấy không,
Đó. Bạn thấy nó trả gì không? Bạn nhìn lại nha. Đây. Đúng không? Nó có lên đúng không? Đó. Nó có lên mà nó trả về như vậy á, gọi là tụ còn con nha. Cái này gọi tụ còn. Tụ này đây bạn, mình đang test cho bạn coi là tụ 4 mi. Đó. Tụ này còn còn sống nha. Đó ha. Đó, cái đó là cái cách đo tụ. Rồi, giờ qua cái tụ này. Có gì đôi khi các bạn nói sao cái tụ này nó khác ha. Thì đây. Nhớ bạn coi nè. Nè, các bạn để ý cái đồng hồ nha. Để ý đồng hồ nè, chích vô nè. Đó. Các bạn thấy không? Bạn về nè. Đó. Thấy không? Đó. Bạn về nè. Đó, giờ là ok, tụ này ok. Tụ này là 3.5 mi. Đó ha, đây. Và mình lấy một cái tụ nó khủng hơn là cái tụ này. Giờ đo cho bạn coi nha. Chấm vô. Coi này nha. Chấm vô ha. Chấm vô. Đó. Bạn thấy điều gì xảy ra không? Nó vẫn chạy về. Cứ nó lên xong nó chạy về, phán ngay tụ nó còn ngon ha. Chứ các bạn đừng, cái tụ nó còn, nếu mà nó không, nó lên mà không không chạy về thì không được đâu nha. Đó các bạn nè. Đó. Thấy không? Nó chạy về nè. Do cái tay mình để nhấp 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 nên nó lên lại thôi. Đây. Rồi. Giải quyết được câu chuyện là đo cái cách đo tụ ha. Và tiếp theo giải quyết được cái câu chuyện tiếp theo là như thế này. Đây, giờ mình lấy cái tụ này đi cho nó nhỏ nhỏ cho nó dễ 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 thấy. Tụ này bự. Thì đây. Các bạn coi nha, các bạn dễ hình dung để mình chỉnh chỉnh lại xíu cho nó chuẩn. Đây, các bạn dễ hình dung nha. Giờ nè. Các bạn đo tụ nè, giờ các bạn chích vô nè. Đây. Các bạn thấy không? Hồi nãy lý do tại sao mình chích nó không lên. Các bạn biết hiểu không? Có nghĩa là hồi nãy mình đã làm một lần cái chân nè, các bạn để ý nghe, cái que của mình nè. Một que đỏ nè, que đen nha, mình đang nói nha. Que đỏ, que đen nè. Giờ mình chích nha, giờ que đỏ, que đen nè. Nè, lên nha. Que đỏ, que đen nè, mình chích nha, các bạn để ý nha. Lên, xong kim xuống. Ok chưa? Ok rồi đúng không? Giờ mình thả ra đúng không? Giờ mình cái các bạn theo các bạn nha, mình chích vô mà que đỏ vẫn là bên này, vẫn là tay trái của mình, que đen với vẫn là tay phải thì có lên không? Nè, giờ mình chích cho bạn coi nha. Này nha, không lên nha. Đó. Tại vì hồi nãy phải không? Đó. Thì muốn đo tụ để mà đo một lần rồi mà lỡ mình còn nghi ngờ, muốn đo lại á thì các bạn nên nên nhớ nha, đổi cái que lại. Đổi que lại nha. Rồi nè, giờ que đen phía bên tay, phía bên tay trái nè, que đỏ phía phải nè, các bạn coi nè. Thấy chưa? Thấy không? Rồi nè, giờ mình làm lại thêm lần nữa nè, giờ mình để vô lại là chắc chắn có đúng các bạn đúng không? Không bao giờ lên nè. Thấy chưa? Đó, nên các bạn đừng có lầm tưởng là nó hư nha, các bạn phải đo mà phải đảo dây vào lại đó ha. Đây thấy không, nó lên thấy không đó. Chấm vô nữa không lên nè, chấm lại lên nè. À, nó lên xong về lộ tụ ok đó. Đó, đối với đo tụ là vậy nha các bạn. Mình chứ không có phải mà đo tụ lấy cái thằng này đo đâu, không phải đâu, thằng này không có chức năng đo tụ nha. Mình nói với các bạn vậy nha, các bạn kiểm tra tụ là kiểm tra vậy đó. Đối với các tụ ha, nè mình có thử cho các bạn coi nên các loại tụ luôn, nên các bạn có thể dễ hình dung được là nó là như thế nào rồi ha. Chứ đôi khi có cái motor không mà đo cái tụ không biết đo thì nó cũng hơi dễ nó ha. Các bạn đo tụ các bạn mua cái đồng hồ này nè, đồng hồ này cũng không nhiều tiền hết á. Đó. Thì đây đây là những cái bộ đồng hồ của anh em mình hay sử dụng ha, nó rất ngon, mình xài, tụi mình xài rất lâu rồi và nó khá khá hay. Giờ mình quay kỹ cái đồng hồ này cho các bạn coi ha, nó gồm có mấy nấc nè, cái nấc không nè, đó, off rồi nè, đó thấy không? Đầu vồn được đầu vồn nè,
xoay chiều nè. Đó, được 1.000. Này là quá vô tư rồi ha. Nè, này là đo ôm. Này là thông mạch nè. Đó. Nè, thấy không? Điện 1 triệu. Đó. Thì tính ra cái đồng hồ này các bạn đây nè, bên mình đang đang xài cái mua cái đồng hồ này. Đó. Các bạn lên mạng các bạn mua ha. Sintet HL900 để đôi khi mình về để mình đo một số thiết bị trong gia đình của mình. Nó có hư hỏng hay không ha. Giống như các quạt á, cái quạt mà nó yếu á thì các bạn có biết mà để mà cái tụ á nó còn hay không để mình thay. Đó dân gian hay gọi là K3 đó. À, cái tụ trong cái quạt á hay được gọi là K3. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video của Phương. Phương hy vọng là hôm nay Phương nói được về cái cách đo tụ này để hỗ trợ anh em trong một phần nào trong công việc. Nếu anh em cảm thấy thích thì hãy ủng hộ kênh của Phương bằng một lượt đăng ký kênh. Phương cảm ơn rất nhiều. Hãy like và share bài viết nhé. Rồi, cảm ơn anh em.